Thưa quý vị, đã trở thành thông lệ, cứ 3 tháng một lần, lãnh đạo thị xã Tân Châu tổ chức đối thoại và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân với người đứng đầu cấp ủy và chính quyền thị xã. Đây là dịp để cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những ý kiến kiến nghị của nhân dân, những vấn đề còn bất cập, nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện từ cơ sở. Qua đó, nâng cao trách nhiệm, phát huy và mở rộng quyền làm chủ của nhân dân là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân. Tại buổi đối thoại và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, phường Long Thạnh, Long Hưng và Long Sơn đối với người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương quý 3 năm 2023, ông Trần Trí Hoàng, ngụ phường Long Hưng nêu vấn đề làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất còn nhiều phức tạp, cán bộ hướng dẫn lòng vòng làm cho người dân không yên tâm phải làm dịch vụ. Đối với phần đất hẻm ở kênh Vĩnh An, sau khi san lấp diện tích đất dư ra, ông Hoàng cũng yêu cầu chính quyền sớm đưa ra mức giá thỏa thuận để cấp lại cho người dân. Vừa qua đó là chúng tôi là kiên quyết là xây dựng một cái quy chế văn hóa công vụ công sở và giao cho trưởng phòng nội vụ thường xuyên đi kiểm tra công tác công vụ. Đặc biệt các bà con giờ hiện nay đến bộ phận một cửa là đều có hệ thống camera. Hệ thống camera là hiện nay đang gắn ở bộ phận một cửa và thu tiếng nói luôn. Camera là hiện nay đã chuyển về bí thư chủ tịch các xã phường, bí thư chủ tịch rồi phó bí thư thị ủy để kiểm soát. Còn riêng về cái giá đất á, đối với kinh Vĩnh An á, thì nói luôn là theo quy định đó là đối với giá đất á, là phải khảo sát giá theo thị trường và có giá trị trong 12 tháng kể từ khi được phê duyệt. Thì cái trình tự á, thì báo với bà con là xác định. Ví dụ như miếng đất hai bên là còn cái hẻm hai thước thì xác định cái giá đó theo thị trường tại thời điểm này, một đơn vị tư vấn độc lập xác nhận, xác định xong đó mới trình cho cơ quan thẩm định. Thì trước đây đó là Sở Tài chính là chủ trì thẩm định cùng với các sở xây dựng, sở tài nguyên và các cơ quan ra cái hội đồng, gọi là hội đồng thẩm định giá. Khi có hội đồng thẩm định giá thống nhất cái giá mà do cơ quan tư vấn độc lập xác định được đó thì đó là lúc đó là mới là công bố cái giá đó, bà con mới mua cái giá đó. Thì giống như các đồng chí có phân tích đó, là hai ông này đó là hai người liền kề, ưu tiên liền kề để mua cái giá đó. Chủ tịch thì trả lời như vậy thì mình nói chung ra thì cái người dân thì người ta yên tâm. Là những cái câu hỏi mình vừa hỏi vừa rồi thì là cái nguyện vọng của mình thật là xứng đáng. Đối với là chủ tịch trả lời như vậy. Là hy vọng là mọi điều sẽ tốt hơn, như là giấy tờ mình mỗi khi mình đi làm mà sổ đỏ thì nó được dễ dàng hơn, nó được nhanh lẹ hơn vậy đó. Còn đối với phản ánh của người dân hai phường Long Sơn và Long Thạnh, dự án tuyến N1 đường kết nối tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp và Long An, đoạn đi qua địa phận Tân Châu làm cho nhiều nhà dân bị ngập úng cũng như đất sản xuất nông nghiệp không có đường thoát nước, yêu cầu lãnh đạo thị xã sớm có kiến nghị về trên để có hướng khắc phục. Thì báo với bà con trước khi bắt đầu khi mà đắp đê thi công thì không phải là ngay chỗ Long Thạnh là điểm nóng đó, mà lúc đó là Long Phú là đã phản ánh và chính tôi đã mời đồng chí trưởng ban quản lý dự án đi vào giao cho đồng chí Úc Nê cùng đi khảo sát, rồi sau đó có một cái văn bản gửi cho ủy ban dân tỉnh kiến nghị là phải giải quyết cái này, tại trong cái dự án họ không có làm hai cái con mương hai bên để thoát nước. Đó, thì bây giờ là khi báo về thì tỉnh đã giao cho ban quản lý để tiến hành để thực hiện cái này. Tuy nhiên là cái dự án được duyệt không có cái đó thì ban quản lý đâu có làm. Thì hiện nay ban quản lý đang tiến hành khảo sát để thực hiện một cái dự án thành phần khác. Còn riêng cái chỗ Long Thạnh đó, với Long Sơn đó, còn cái phương án hay nhất là phải tìm cách để thoát xuống Kinh Hai để về Cù Chỏ Đê. Về Cù Chỏ Đê, cái hướng về Cù Chỏ Đê thì bằng cách là phải nạo vét. Chứ nếu mà đâm ngang qua bên đường lộ sao sông Tiền thì cũng không ổn. Mà kéo dài xuống kinh 26 tháng 3 thì lại không ổn nữa, kinh phí rất lớn. Qua những ý kiến đóng góp của bà con đã được lãnh đạo thị xã Tân Châu trực tiếp trả lời đầy đủ, trách nhiệm, trọng tâm, thấu tình, đạt lý, cơ bản được nhân dân đồng tình và đánh giá cao. Đấu thoại với người dân này đó, nó là tôi đã nhiều lần lắm, là thật sự như vậy là rất tốt. Tốt là ở chỗ giữa người dân với là cấp ủy của thị xã để có gì cứ việc ý kiến với nhau để giải quyết cho nó êm đẹp của thị xã. Với tinh thần trách nhiệm trước đảng bộ và nhân dân thị xã, tôi đề nghị ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các ngành và ủy ban nhân dân các xã phường có liên quan triển khai ngay các nội dung nhân dân
quan tâm để được trả lời trực tiếp tại hội nghị đối thoại ngày hôm nay, không cần phải chờ chỉ đạo hướng dẫn, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị ban dân vận của thị ủy phối hợp với văn phòng thị ủy theo dõi báo cáo thường trực ban thường vụ thị ủy kết quả giải quyết của nhân dân thị xã và các cái cơ quan đơn vị địa phương có liên quan, đồng thời rút kinh nghiệm việc tổ chức hội nghị đối thoại hôm nay và các cái hội nghị đối thoại trước đây để tham mưu tổ chức ngày càng tốt hơn, chất lượng hơn, đáp ứng với yêu cầu nguyện vọng của nhân dân trong thời gian tới. Đối thoại và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị xã Tân Châu thời gian qua đã giải quyết được nhiều vấn đề lớn tồn tại nhiều năm qua về quản lý đất đai, xây dựng nông thôn mới, thủ tục cấp phép xây dựng, thủ tục hành chính, trên tinh thần giải quyết sự việc thấu tình, đạt lý, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đảng, nhà nước với nhân dân, không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân.